Đây là những thùng trứng dế đã được lấy trứng đầy ở trong các cái khay như thế này để cung cấp cho bà con chăn nuôi. Bà con cứ yên tâm là trang trại Anh Xuân cung cấp lượng trứng dế thoải mái để bà con chăn nuôi, không lo thiếu trứng. Đấy, nên là khách hàng có thể chủ động về với trang trại Anh Xuân, trừ mấy ngày Tết ra, còn trang trại Anh Xuân làm việc quanh năm ngày tháng. Chúng tôi sẽ kiểm soát cái lượng trứng đầy đủ cho bà con để bà con không bao giờ lo về cái khâu bị bảo hành trứng, mà chúng tôi riêng trứng thì sẽ bảo hành cho bà con đổi mới hoàn toàn cho bà con miễn phí. Nếu như bà con làm hỏng, chúng tôi cũng sẵn sàng đổi mới cho bà con miễn phí. Nhưng xin thưa với bà con là trang trại Anh Xuân đã làm kỹ thuật hàng bao nhiêu năm nay rồi, nên là bà con không bao giờ phải lo về cái khâu bị hỏng hóc trứng nữa, mà chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con trong quá trình nuôi. Bà con còn phải gọi điện hỏi trang trại Anh Xuân để mình chăn nuôi làm sao cho đảm bảo thành công. Còn các lứa tiếp theo nữa, bà con cũng có thể tự tay mình làm ra những cái khay trứng của riêng mình. Ông cát về quê nhỉ? Về quê lên hôm nay có lấy cát không biết nhỉ? Mưa này lấy cát không nhỉ? Tối à? Đấy, anh đứng đây học nhìn luôn nhìn luôn cái cách thu hoạch trứng như thế nào. Lượng dế, lượng trứng mà mình thu hoạch được trong mỗi một khay này là đầy khay. Với cái lượng dế mình bò lên đẻ chi chít thì bà con sẽ thu hoạch trong ngày, bà con sẽ thu hoạch được một khay trứng. Tùy theo thùng to hay thùng nhỏ, nếu mà thùng to số lượng nhiều dế thì bà con sẽ thu nhiều khay. Còn nếu mà bề mặt nó bò lên nhiều đầy bề mặt thì bà con thì bà con sẽ thu được một cái khay đứng trứng đấy trong vòng một ngày. Trời mưa gió mầm này, những đơn hàng với côn trùng không hề bị đình lại bởi thời tiết mưa. Mặt khác hình như là mưa này mọi người còn đi ăn nhiều hơn hay sao ấy, các cái đơn hàng lên đường dần dập, kể cả nhiều hay ít. Đây là khách hàng chúng tôi sẽ lưu này. Khách hàng mua ở 10 triệu, ví dụ ở Thanh Hóa mua ngày 16 tháng 7 2019 sẽ được lưu lại trên điện thoại và sẽ được ký hợp đồng đầy đủ. Gọi nhỡ mất rồi. Không phải nghe gọi nhỡ mất rồi. Thì khi bà con gọi đến, chúng tôi sẽ nắm bắt được ngay là bà con ở đâu, ở tỉnh nào. Thế còn ngoài ra thì hợp đồng thì bà con sẽ có, chúng tôi sẽ quản lý trên hợp đồng nữa, thì chúng tôi sẽ biết được bà con ở đâu, và bà con cũng có những cái ràng buộc hợp đồng với trang trại Anh Xuân, thì bà con hai bên đều yên tâm, không lo là chúng tôi quên khách hàng, và chúng tôi cũng không sợ là khách hàng mua ở nơi khác nuôi, hoặc là ai mà bán về trang trại Anh Xuân hoặc là mua ở đây, thì chúng tôi đều nắm được hết ngày tháng và ở đâu. Nghe rồi. Vâng. Đang quay đó mà nghe bấm đi thì để thấy không được. Vâng.
Vâng. Nó có kêu được không ạ? À không, nó khi nó lột lột xác ấy, 26 ngày của anh ấy thì nó sẽ hơi không đều một chút thôi. Có vài con nó không đều, không vấn đề gì ạ. Thế còn khi mà nó lột xác lần cuối cùng là từ 30 ngày ấy, là bắt đầu nó lột xác lần cuối cùng, thì anh nuôi tới 90% là được, là bán cho em, còn lại 10% thì chưa có cánh là ok hết mà anh nhá. À 26 ngày mà đã lột lần cuối cùng rồi ấy hả? Kệ nó, một vài con đã lột vào đấy, nó lột xác sớm không sao, vì những con đã ăn nhiều thì nó sẽ lột xác sớm anh ạ. Và khi bán mình sẽ chênh lệch cho chênh lệch từ 90% trở lên, không có ảnh hưởng gì hết anh nhá. Bởi vì khi mà đến cái thời điểm cuối cùng ấy, bao giờ là nó lột xác nó sẽ đều hơn. Con nào nó lớn trước nó ăn nhiều thì nó sẽ nhanh lớn hơn, anh nuôi thế là nhanh đấy anh ạ. Chăm sóc hơn con á, thế à, mới mê vừa thôi, không vợ bỏ. Xong nó ít thôi, 12 giờ đêm thì không về ngủ đi, lại còn ở đấy làm gì. Nó còn sẵn sàng, sợ nó đói, hay là con thì không sợ đói, dế thì sợ đói. Vâng vâng. Thế à? Không, không không sao. Anh ơi, nuôi dế này hết sức bình tĩnh đơn giản nhá. Kỹ quá thì không tốt đâu. Bởi vì như này này, anh chăm anh lật nó quá, hoặc anh cứ mở ra mở vào nó quá, rồi anh cứ thay cành lá liên tục, hoặc là ấy chỉ có cho ăn làm sao mà vừa đủ. Khi nào nó hết sạch rồi thì mình cho ăn. Thế mà cứ thấy nó chưa hết mà cho ăn, nó thừa những cái cũ nó rơi dưới đáy, hoặc là nó không ăn hết được ấy, thì nó thừa những cái rau xanh đấy, nó gây ẩm mốc cho chủ nuôi cho mình anh nhá. Khoảng tầm khi nào mà anh thấy nhiều phân thì anh dọn đi, khoảng tầm 20-25 ngày anh được ạ. Nói chung trong quá trình nuôi nên dọn một lần để cho nó sạch sẽ chuồng nuôi ạ. Không cần đâu, một lần thôi. Anh cho ăn vừa phải thôi, đừng cho ăn nhiều quá nhé. Phải chăm nhiều quá nó ẩm mốc thì đừng nên cho ăn quá nhiều. Anh cứ sáng một lần, chiều một lần, anh ấy thôi, anh không cần phải quan tâm nó nhiều đâu. Thời gian về chăm vợ chăm con nhá. Vâng, đây đang gọi lại cho khách hàng đây, em đang quay, thế là em thấy em gọi nhỡ, gọi lại tư vấn cho khách hàng, cần cái gì thì cứ gọi anh nhá. Và ngươi thấy là tốt rồi anh ạ. Vâng, có sản phẩm thì gọi đây bán nhá, thì em vâng. Em mua vâng. Okay. Khách hàng khắp nơi nên được hỗ trợ cho bà con chăn nuôi thành công. Những cái cam kết của trang trại Đức Xuân thì bà con cứ yên tâm là trong hợp đồng chúng tôi làm nào, hứa như nào, ký hợp đồng như nào, hoặc bà con ký hợp đồng, bà con cũng làm đúng với trang trại Đức Xuân để đôi bên hợp tác cùng phát triển. Cảm ơn bà con theo dõi video. Bà con tham khảo tại website trangtraithanhxuan.com hoặc các kênh YouTube Trang Trại Thanh Xuân từ kênh 1 đến kênh 5. Có 5 kênh. 3 kênh chính là Trang Trại Thanh Xuân từ kênh 1 cho đến kênh 3 thì ngày nào cũng có video lên. Thường thì là tôi sẽ tải lên cái kênh Trang Trại Thanh Xuân kênh 2 thì là cái kênh đấy là nhiều lượt xem hơn, thì chúng tôi sẽ tải lên cái kênh đấy để bà con được theo dõi những video mà nó sẽ tương tác với nhiều người. Cảm ơn bà con đã theo dõi.